Xin chào các khán giả của Em Việt Nam. Dạo gần đây, Vingroup chiếm sóng truyền thông hơi nhiều các bạn nhỉ. Báo Tây, báo ta, đâu đâu cũng thấy tin về Vingroup. Nhưng mà không lên tin liên tục cũng không được cơ. Tại ông Phạm Nhật Vượng cứ đưa ra những dự án siêu to khổng lồ gây chấn động dư luận đấy chứ. Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên với cuộc tấn công như vũ bão của sản phẩm TVC quảng cáo VinFast trên kênh truyền hình CNN thì cách đây mấy hôm, Vingroup đã tiếp tục tung ra dự thảo xây dựng nhà máy ô tô rộng tới 2.000 ha ở Hà Tĩnh rồi. Cùng xem ông Vượng có âm mưu gì mới khi đề xuất đầu tư công trình này nhé. Theo thông tin từ đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, vào ngày 13 tháng 4, công ty cổ phần Vinhome thuộc tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi tỉnh Hà Tĩnh đề xuất đầu tư nhà máy sản xuất ô tô linh kiện kết hợp với cảng biển ở khu kinh tế Vũng Áng với quy mô 2.000 ha. Trong nội dung bản đề xuất, Vinhome sẽ lập dự án tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô, bao gồm nhà máy sản xuất ô tô VinFast, chuỗi nhà máy sản xuất linh kiện phụ kiện, phụ trợ cho công nghiệp ô tô và thiết bị nghe nhìn công nghệ cao. Cùng với đó, Vingroup sẽ xây luôn cả cảng biển tổng hợp và khu logistics để phục vụ nhu cầu vận tải biển cho nhà máy, kết hợp với việc xây dựng khu du lịch, khách sạn tại đây. Được biết, trong bản dự thảo xây dựng có quy mô lên tới 2.000 ha của Vingroup, thì phần diện tích đất liền chiếm khoảng 1.500 ha và diện tích mặt nước biển là khoảng 500 ha. Dự kiến giai đoạn 1 của dự án sẽ được xây dựng trong 2 năm kể từ khi công trình được cấp giấy phép xây dựng. Giai đoạn 2 sẽ được xây dựng sau khi giai đoạn 1 vận hành từ 3 đến 5 năm. Vinhome cũng sẽ cam kết làm nhanh nhất có thể các bước khảo sát, nghiên cứu và tiến hành triển khai thần tốc đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy định. Với thành công của những dự án trị giá hàng nghìn tỷ đồng mà Vinhome đã từng thực hiện tại Hà Tĩnh như Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh, khách sạn Vinpearl City Hotel Hà Tĩnh, dự án Vinhome New Center, Vinpearl Ocean Villa, công viên nước Vinpearl Land Cửa Sót, thì ad tin chắc là công trình siêu to khổng lồ lần này của Vinhome sẽ được phê duyệt rất nhanh thôi. Bên cạnh đó, nhìn vào lợi ích kinh tế khủng của nhà máy chế tạo ô tô đầu tiên hoàn toàn số hóa ở Đông Nam Á, VinFast đem đến cho vùng đất Hải Phòng, chắc chắn tỉnh Hà Tĩnh sẽ gật đầu đồng ý ngay đề án xây dựng tổng hợp mới của Vingroup. Thông tin từ Cục Thuế Hải Phòng cho biết, trong năm 2020, công ty sản xuất ô tô VinFast đã đóng góp 5.000 tỷ đồng tiền thuế, chiếm tới 15% tổng số thu nội địa của tỉnh. Mà khu nhà máy VinFast ở Hải Phòng chỉ rộng có 335 ha thôi các bạn ạ. Còn dự án ở Hà Tĩnh lên tới 2.000 ha, lớn gấp 6 lần luôn thì lợi ích đem lại của nó còn kinh khủng tới mức nào nữa. Tất nhiên là không chỉ đem lại lợi ích cho tỉnh Hà Tĩnh và đóng góp vào việc phát triển nền kinh tế của Việt Nam. Dự án này sau khi hoàn thành, nhiều khả năng sẽ cho phép VinFast và Vingroup có bước tiến nhảy vọt lên làm ông trùm của khu vực Đông Nam Á. Nhưng tại sao lại là Vũng Áng? Có nhiều ý kiến tranh cãi liệu ông Vượng chỉ chọn bừa vì khu đất này đủ rộng để làm siêu công trình, hay là ông đã mời thầy phong thủy đến xem thể đất kỹ càng trước khi lên kế hoạch. Ed cũng không biết bí mật về câu chuyện tâm linh ông Vượng tìm thấy phong thủy chọn đất mà người ta đồn thổi có thật hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là tỷ phú hàng đầu Việt Nam không bao giờ đưa ra đề án mà không cân đong đo đếm mọi yếu tố. Khu kinh tế Vũng Áng được coi là động lực của miền Trung. Tại khu vực rộng tới 22.000 ha này đang phát triển nhiều ngành công nghiệp với hàng chục dự án được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư có tổng mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng. Lợi thế của khu vực kinh tế Vũng Áng không chỉ là vùng cảng biển nước sâu Vũng Áng Sơn Dương cho phép tàu có tải trọng từ 30 đến 50 vạn tấn cập bến mà còn là nơi gần nhất với tuyến hàng hải quốc tế. Nơi đây còn có hệ thống giao thông đường bộ nối tuyến Bắc Nam, đường 12 nối với Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, cửa ngõ gần nhất để ra Biển Đông. Nhìn chung, việc buôn bán vận chuyển hàng hóa đến và đi qua các cảng biển sẽ cực kỳ thuận tiện và nhanh chóng. Ngoài ra, Vingroup đang hướng tới xuất khẩu điện thoại thông minh và ô tô để các quốc gia khác trên thế giới, nên đây rõ ràng là một điểm cửa ngõ thông thương hoàn hảo hỗ trợ tập đoàn phát triển bền vững. Như Detroit trước đây trở thành thủ phủ ô tô của thế giới một phần cũng nhờ vào vị thế đặc địa nằm sát cảng biển Mỹ. Việc vận chuyển trực tiếp từ xưởng ra cảng biển mà không phải đi qua các trạm trung chuyển sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí cho hãng sản xuất. Xây dựng chuỗi nhà máy sản xuất ô tô và linh kiện công nghệ cao cùng với cảng biển cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của ông chủ Vingroup nhằm tạo điều kiện cho việc xuất nhập khẩu sản phẩm toàn cầu dễ dàng hơn cùng lượng trọng tải hàng hóa lớn hơn. Trong tương lai, khi chuỗi nhà máy sản xuất ô tô và hải cảng ở Hà Tĩnh đi vào hoạt động, đảm bảo là Vingroup sẽ tiến nhanh như được gắn tên lửa vào đít luôn nhé. Nói về tham vọng vươn lên trở thành tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á, sẽ có người bảo, ui giời, Vingroup mơ hão, viển vông, xa vời thực tế quá. Nhưng thực tế đã chứng minh, đây chẳng phải là điều không thể đạt được. Ngay từ năm 2014,
Vingroup đã được Standard & Poor's, một trong ba tổ chức xếp hạng tín dụng độc lập và uy tín thế giới, bình chọn vào top 100 công ty hàng đầu ASEAN. Với các tiêu chí, chỉ số tín nhiệm tốt, giá trị vốn hóa thị trường, thông tin minh bạch và công ty đại diện trong lĩnh vực kinh doanh, chỉ có hai công ty Việt Nam đủ điều kiện lọt vào danh sách top 100 doanh nghiệp hàng đầu ASEAN của S&P là Vingroup và Vinamilk. Xét về giá trị vốn hóa, Vingroup luôn thuộc top 5 các công ty niêm yết có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam và hiện đang dẫn đầu với giá trị ước tính đến ngày 23 tháng 2 năm 2021 là khoảng 372.067 tỷ đồng, tương đương 16 tỷ USD. Như vậy thì kỳ vọng trở thành tập đoàn hàng đầu châu Á, khẳng định tên tuổi thương hiệu Việt của Vingroup cũng thừa khả năng hiện thực hóa sau khi dự án tại Hà Tĩnh hoàn thành ấy chứ. Nếu còn ai đó vẫn đang lăn tăn hay suy nghĩ tiêu cực về khả năng tiến xa hơn nữa của Vingroup, thì trước hết người đó phải tự hỏi mình rằng vì sao lại nghĩ thế giới làm được mà Việt Nam mình không làm được? Tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng nói thế này. Ví dụ như bây giờ, mục tiêu là phải có được một thương hiệu công nghiệp tốt, Hyundai làm được, Toyota làm được, tại sao Việt Nam mình không làm được? Mỹ có Microsoft, có Apple, tại sao mình không có được? Cứ cho là mình không phải là số 1, nhưng biết ra cũng vào top 5, top 10 đi. Những cái đó sẽ mang lại thương hiệu cho đất nước mình. Các bạn thấy đấy, những cái nhìn bi quan chẳng đưa chúng ta đến với kết quả tốt đẹp nào, mà chỉ có sự đi xuống, trì trệ và chán nản. Nhưng khi nhìn vào hướng phát triển tích cực của đất nước sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam chắc chắn đã thay da đổi thịt. Quy mô nền kinh tế Việt Nam cũng nằm trong top 40 nền kinh tế lớn thế giới và đứng thứ 4 ASEAN. Top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn cầu và là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trên thế giới. Vậy nên, chúng ta hoàn toàn có thể làm được như Hàn Quốc, Nhật Bản, tự xây dựng được thương hiệu quốc gia mạnh, vững chắc như các nước đi trước đã làm. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long cho rằng VinFast đã giúp ngành công nghiệp ô tô Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới, tạo nên niềm tự hào dân tộc và khiến chính những hãng xe quốc tế cũng phải dè chừng. Việc cho ra đời những chiếc ô tô điện thông minh Make in Việt Nam không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đưa Việt Nam định danh vào bản đồ công nghiệp ô tô thế giới. Đúng như Chủ tịch Vingroup tâm niệm, thế giới không nên chỉ biết đến một Việt Nam anh hùng trong chiến tranh, mà còn phải biết đến một Việt Nam trí tuệ, đẳng cấp và uy tín. Vingroup, VinFast và Vinsmart đều đang tiến xa hơn trên con đường thực hiện mục tiêu ấy và chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh trí tuệ của người Việt. Có thể chỉ trong một năm hoặc vài ba năm nữa thôi, một bộ phận người Mỹ cố chấp không chịu nhận thua trên chiến trường Việt Nam sẽ tiếp tục phải đỏ mắt, nóng máu ghen tị khi làn sóng công nghệ cao của người Việt len lỏi tới từng con đường trên đất Mỹ. Còn những người nước ngoài vốn yêu mến Việt Nam thì đương nhiên là sẽ càng thêm yêu giải đất hình chữ S rồi. S tin là Việt Nam làm được, Vingroup làm được. Còn các bạn thì sao?